Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Hyundai. Trên kênh này mình sẽ liên tục cập nhật về những chính sách cũng như là mức giá mới nhất của tất cả các dòng xe Hyundai bên mình. Và hôm nay là ngày 30 tháng 11 rồi mọi người ạ. 30 tháng 11. Vậy là cũng chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang tháng 12. Và tháng 12 có một cái dấu mốc quan trọng, đó là chỉ có mỗi ngày hôm nay thôi mọi người nhá. Tháng này có 30 ngày thôi. Ngày mai là bước sang tháng 12 rồi. Vậy tháng 12 thì có 31 ngày. Và tháng 12 là cái dấu mốc quan trọng của cái ngành công nghiệp ô tô, đó là sẽ hết ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với những xe ô tô được sản xuất và lắp ráp trong nước mọi người nhá. Đấy, thì hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người một cái chương trình mà sắp tới phải đến 90% là sẽ xảy ra mọi người nhé. Đó là hãng sẽ hỗ trợ thêm cái giá cho cái dòng Hyundai Creta. Tháng 11 thì đã hỗ trợ khoảng độ 20 triệu rồi. Sang tháng thì thêm độ 10-15 triệu nữa mọi người nhé. Thì cái giá của Creta tiêu chuẩn nó có thể sẽ giảm xuống còn mức đó là 582 triệu mọi người nhé. Tháng này bọn mình đang bán là 592. Có thể giảm 10 triệu đến 15 triệu nữa thì mình cứ tính sơ sơ khoảng độ 10 triệu đi. Đấy, sẽ tốt hơn cho các bạn nếu mà mua xe trong tháng sau. Đấy, chính sách thì phải là ngày mùng 6 tháng 12 bắt đầu mới có chính sách chính thức. Đấy, thế nhưng mà qua cái nhận định của cái ban ô tô thì mình thấy là khả năng cao là Creta sẽ giảm thêm mọi người nhé. Bởi vì mình căn cứ vào cái lượng tồn kho của Creta tại nhà máy 592, bây giờ giảm xuống cứ cho là 10 triệu đi là 582. Thì lăn bánh xe này nó đâu đấy vào khoảng độ 630 hơn một chút mọi người ạ. Đấy. Bản đặc biệt nhá, bản đặc biệt thì là hiện tại tháng 11 bên mình đang bán là 637 triệu. Thì nếu mà giảm thêm 10 triệu nữa thì là 627. Và tốt hơn là nếu mà giảm được khoảng độ 15 triệu thôi thì càng tốt. Nói chung là đang chắc là hãng đang cân đối xem là giảm thêm bao nhiêu. Nhưng mình nghĩ chắc cỡ phải 15 triệu chứ. 10 triệu thì nó cũng không thấm mấy. Mọi người ạ, Creta là một cái dòng mà ra mắt để thay thế cho cái mẫu xe Hyundai Kona trước đó của hãng mình. Thị trường Việt Nam mình thường người ta sẽ ưa những chiếc xe nó mà gầm cao và nó rộng rãi hơn. Thì Kona thì khi ra mắt thì đã đánh bật hết các đối thủ như Ford EcoSport. Bởi vì thị trường lúc đấy thì cũng chỉ có Ford EcoSport thôi. Sau khi Kona ra mắt thì đã đánh bật đối thủ đó rồi. Thế nhưng mà khi chiếc Kia Seltos ra mắt ấy, thì Hyundai đã nhanh chóng ra mắt mẫu Hyundai Creta này để cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos mọi người nhé. Thì hôm nay mình có cái thông tin như vậy muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu như sắp tới ai có nhu cầu về cái dòng xe Creta này thì liên hệ trực tiếp với mình đấy để đặt hàng trước. Nếu mà nó có chính sách giảm giá phát thì mình sẽ báo mọi người để chốt xe luôn mọi người nhé. Cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ hết cái đợt giảm thuế này. Và mình tin chắc rằng là nửa đầu năm 2024 thì sẽ không có chính sách giảm thuế đâu. Nếu có thì chắc nó cũng phải vào cuối năm. I10 hỗ trợ cũng đang rất tốt nhá. Xe bắt đầu cũng vãn vãn rồi mọi người ạ. Tháng 10, tháng 11 vừa rồi thì bên mình có tập trung bán túc và san khá là nhiều. Đây, như mọi người nhìn thấy bây giờ hiện tại là cũng không còn mấy đâu. Xe ở đây như quá lửa là đã có khách rồi. Đó. Dầu có cấp cũng chỉ còn vài xe thôi. Dầu có cấp trắng thì như đâu đó còn 6 xe, 5 hay 6 xe. Xăng cao cấp là không còn nữa rồi. Tucson thì cũng không còn mọi người nhá. Đây có hai chiếc Palisade màu trắng này, bản cao cấp 6 chỗ này, màu đen cũng cao cấp 6 chỗ này. Đó. Thì bên mình mới nhập về để trả các đơn hàng ngoại giao. Cái xe này gần như là bán ngoại giao hết mọi người ạ. Đó. Màu đen. Túc Turbo ở kia là cũng có khách hết rồi nhá.
Cái màu xanh này nhìn rất là đẹp mọi người này. Nếu ai hợp mệnh thì lấy màu xanh này đẹp này. Rồi, vừa rồi là cái video ngắn mình muốn chia sẻ với mọi người về cái thông tin sắp tới của cái dòng xe Creta. Thì nếu mọi người cảm thấy video hay và bổ ích thì nhớ nhấn like cũng như subscribe đăng ký kênh, để mỗi khi có những video mới, những chính sách mới mình cập nhật lên đây thì mọi người đều là người biết đến đầu tiên. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.